Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Xin mời các bác quay trở lại kênh YouTube của nhà Phương nhé. Vừa lại live thì nó bị mất mạng nên là chuyển sang bây giờ đi test lọc nước cho các bác rồi. Video này lên cho bác một chiếc lọc nước cây dòng kèm Chevy FW207 nhé. Rất nhiều bác đặt hàng thì tối nay lên cho bác một chiếc 207 nhá. Chiếc này thì về hình thức cũng còn rất là đẹp, nhưng mà khuyết điểm của chiếc này thì nó bị hơi bị xước xước. Cái này do vận chuyển nhá, nó bị xước sát tí bên góc cạnh này. Sơn mặt là còn rất đẹp nhá, mặt thì còn rất là đẹp luôn. Đấy. Và bây giờ sẽ test các cái chức năng cho bác nhá. Thực sự là bây giờ cái máy này thì cái lõi thì hiện tại nó đang báo là còn 10.000 lít. Đấy, nhưng mà chạy thì nó đang báo là vệ sinh lõi, thì em không chắc chắn là hiện tại nó còn đủ hay không. Đấy, nên là bán cho bác theo tình trạng là bao điện phân cho bác nhé. Còn về các bác sử dụng đến khi nào mà các bác nước nó chảy quá yếu thì các bác sẽ thay lõi mới cho em. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ te đấy nhá, nên em nói rõ như vậy để các bác nắm được ở chiếc máy này. Tức là hiện tại bây giờ máy vẫn đang báo là còn 10.000 lít này. Đấy. Còn 10.000 hoặc là đã sử dụng 10.000 lít rồi. Đấy. Thì các bác cứ sử dụng bình thường đến khi mà chúng ta cảm thấy mà cái lượng nước chúng ta, những chiếc máy đắt tiền như này em sẽ tặng các bác một ít quỷ tím này về các bác sẽ test. Khoảng 1-2 tháng các bác lại test lần, hoặc 1 tháng các bác test lần. Đấy, nếu như mà độ điện phân của nó còn ok thì các bác khỏi phải cần thay lõi, hoặc là cái lượng nước nó ra bình thường thì các bác không cần thay lõi. Các bác cứ tiếp tục sử dụng đến khi mà lượng nước nó chậm, nó yếu hẳn đi, tức là cái lõi nó tắc rồi, lõi nó hết cái công suất rồi thì các bác thay lõi. Lõi mới thì bây giờ nó là 3 triệu một chiếc các bác nhá. Rồi bây giờ em sẽ test cho bác các mức kiềm của chiếc máy này nhá. Bắt đầu từ mức 5.5. Mức này thì chúng ta chỉ dùng để vệ sinh rửa mặt, vệ sinh vết thương, làm đẹp da thôi. Thì ở mức này thì bác lưu ý là khi các mức nước của Chevy thì khi mà đồng hồ nó không nhấp nháy thì bắt đầu các bác lấy nước nhé. Không nhấp nháy thì bắt đầu chúng ta lấy nước. Ok. Sang mức trung tính này. Mức trung tính, mức nước, mức này là mức 8 chấm thôi nhá. Từ 7 đến 8 chấm, trung tính. Đấy, khi mà đồng hồ nó không nhấp nháy thì chúng ta bắt đầu lấy nước này. Hiện tại thì máy đang chảy rất là khỏe luôn, nước chảy rất là khỏe luôn. Tiếp theo lên mức 8.5. Mức kiềm 1 các bác nhá. Chúng ta bắt đầu uống từ bắt đầu mức này nhá. Còn mức trung tính thì chúng ta để dùng để pha sữa hoặc là uống thuốc. 8.5 này. Lên 9.0. Mức kiềm 2. Giờ bỏ vào bóc thôi. Mức kiềm 2 các bác nhá. Mức 9.0. Mức 9.5, mức kiềm 3. Đây, chúng ta chỉ uống đến mức 9.5 thôi các bác nhá. Chúng ta chỉ uống đến mức 9.5 thôi. Từ mức 10 chấm đến 10.5 thì chúng ta dùng để ngâm rau củ quả các bác nhá. Đây mức 9.5 này. Uống đến mức này thôi. Mức 10.5 là chúng ta dùng để ngâm rau củ quả để cho nó giảm cái lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau củ quả đấy các bác nhá. Bật lên cái đèn pin. Đây và bây giờ sẽ lấy cái ion kiềm lấy cái xem cái hydrogen của chiếc máy này các bác nhá. Mức 10.5. Đấy, hydrogen nó cực dày thôi nhá. Cực kỳ dày luôn. Điện phân của con này thì đây, bây giờ bắt đầu test này.
test xem các cái mức điện phân của nó còn ok hay không. Thì em sẽ bắt đầu test từ mức acid thôi, 5.5 nhá. Bắt đầu test từ mức acid 5.5. Màu cam rất rõ rệt rồi, mức nước trung tính này. Màu xanh. Mức 9. Mức 8.5 này. 9 chấm này. 9.5 này. 10.5. Đây là 10.5 tiếp tục luôn này. Đấy thì đây. Vâng, nhìn thấy không ạ? Đây là em soi này, các bác nhìn thấy này. Cam này, xanh lá này. Các mức nước của nó nhá. Đấy, rất là rõ rệt luôn. Đúng không ạ? Đây em sẽ quay gần lại chút cho các bác xem nhá. Đấy, các mức điện phân của máy cực kỳ đẹp luôn. Ok, còn đây hình thức máy nhá, thì cũng như lúc đầu đã báo rồi. Mặt của nó thì còn rất là đẹp nhá, rất là bóng đẹp, nhưng mà những cái viền này, một hai cái viền này nó bị một hai vết xước nhẹ nhẹ. Đấy, vết xước chút. Còn hiện tại là máy đang báo lõi còn 10.000 lít thôi nhá. Lõi còn 10.000 lít nữa. Còn trong trường hợp giá này em bán là bao kiềm thôi, còn ví dụ trong trường hợp về sử dụng các bác sử dụng thời gian 1 2 3 tháng mà hết lõi các bác phải thay lõi. Còn giá bên em bán thì bao giờ các bác cứ cộng thêm cả tiền lõi vào nữa vẫn rẻ hơn ngoài thị trường luôn. Nên là các bác yên tâm về cái giá bán rồi. Còn về chất lượng thì đây. Đã chứng minh cho bác cái chất lượng. Còn riêng về ion kiềm thì giá bán của bên em khẳng định luôn là sẽ cạnh tranh với thị trường luôn. Nên là các bác yên tâm, kể cả ví dụ các bác có thay lõi mới nữa thì giá là vẫn cứ là ok so với thị trường. Đấy, nên là các bác yên tâm một cái vấn đề đó. Riêng giá là em bao các bác luôn rồi. Đấy, thì các bác vào chốt chiếc máy này thì em để cho bác với giá là 7.5 triệu thôi nha. 7.5 triệu. Chuyển khoản 100% bao ship toàn quốc các bác nha. Giá là 7.5 triệu. Chốt hàng liên hệ giúp em qua số điện thoại Zalo bên em là 0862 594 684. Chiếc máy ion kiềm Chevy FVK 207 nha. Cảm ơn tất cả các bác theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo nha.